bột lọc, bánh bèo, lại bánh bánh ít trần nhỏ 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 làm vừa vừa ăn, làm rất là vừa ăn. Một miếng là bỏ vô miệng khỏi còn cắn nha, vừa luôn nha, một miếng là cũng vừa hết. Cái miếng nướng cộng số 7 nha, cộng số 7, cộng số 7 gọi cho cậu thành. Sớm là không mới bán. Dạ, 20 mới bán. 20 trở đi mới bán. Đây là bánh bánh nào cũng nhỏ 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 là ăn rất ngon ha. Rẻ 25.000 hả bà? Đây là cái này là gì chị? Sắp mở hả? Dạ, bột chiên. À, bột chiên ha. Đây có bánh bò nữa nha. Bánh bò 10.000. Bánh bò 10.000. Một phần giờ là 25.000 phải không chị? Dạ đúng rồi, có trả luôn á. À, thêm trả là 25.000. Mình bán mấy giờ chị? Dạ 6:30 bán tới 5 giờ. 6:30 5 giờ chiều. Giờ lúc nào cũng đông như vậy đó. Giờ là cũng đông nha. Đây là 5-6 người làm là không kịp luôn á. Đây là bánh bò 10.000 bịch. Bánh bò nước dừa. Đây là sạch 1170 nha, đi cộng số 7 đi vô phong kỳ ha, cửa tay đi cộng số 7 vô 25.000 đồng. Bánh mời Huế. Hồi đây tiệm mình tên là tiệm gì chị? Dạ cô gì? Bánh bèo Huế chợ Bến Thành. À, chợ Bến Thành thôi hả? Dạ, bánh bèo Huế chợ Bến Thành. Vô cổng số 7 là gặp liền. Dạ. Để cho ba quả dưa hành đó, bẹ đó. Đây này là chuyên môn vô nước mắm ha. Hai hộp bèo lọc rồi quay. Ớt cay không? Nước mắm. Không lấy chai nha. Không ớt. Cái mình bệnh là gì chị? Dạ bột tôm. À bột tôm ha. Một kia không ớt. Một kia không ớt. Hai bệnh bò. Cái dĩa quá đẹp luôn. Cái dĩa cũng đẹp nữa. Cảm ơn. Rất xong ha. Cảm ơn hình vui. Ông vui, hẹn uống ông vui. Cái bên là bánh canh cua. Bánh canh cua nha.